Mến chào cô chú anh chị đã ghé thăm kênh LTK Bonsai. Hôm nay em có một số cây kiểng hàng bông cũng như là bonsai nha cô chú anh chị. Gồm cần thăng, nguyệt quế, tùng, mai thái, bông trang và một số phôi bằng lăng cuối clip nha. Mã số 1 là một cây cần thăng 1B nha. Và số điện thoại liên hệ của em là 0939700449 ha. Cây hiện tại là cốt cành lớn nha, thân già và nuôi khá là lâu năm mới được một cây lớn như thế này ha. 90 cao, tàn 1m1. Cái này bên em bó bầu vận chuyển nha cô chú anh chị. Cái này ngã sao không được đâu. Một khúc thoát thân này là 44. Quanh thân cây này là 45. Cái đường thân co lắc. Một B em giao lưu bao phí ship một cây như thế này em bán chị với giá là 4.900.000. 4.900.000 bó bầu vận chuyển nha. Về cô chú anh chị mình sang qua chậu mới giúp em ha. Mã số 1B 4.900.000 bao phí ship. Mã số 2. Một cây linh sam song hình dòng lá rí. Dòng này là dòng nguyên rin. Cây có chiều hà cao là 60. Cây này đế nhiều nha. Quanh cây này là 80. Ủa tàn ngang. Thân cây nó lượng mềm mại luôn ha. Hoa màu tím rất thơm nha. Quanh thân cây là 22. Đế rất đẹp cho cô chú anh chị. Em giao lưu cây này đến nơi cho cô chú anh chị mình có giá là 1.200.000. 1.200.000 em bao phí ship toàn quốc. Cây giáng long. Cái mã số 3B. Cây linh sam song hình, lá trung, giáng bay 30 cao. Tàn cây là được 75. Rộng tàn 50. Quanh thân cây là 24. Giao lưu bao phí ship trọn gói đến nơi cho cô chú anh chị mình có giá là 1.700.000. 1.700.000 bao ship toàn quốc. Ở số 4B một cây tùng vạn niên. Cây có chiều cao là 80. Tàn cây 68. Đây, những cái đọt non của nó ra là rất là đẹp luôn. Dạng này là tùng trái nha cô chú anh chị. Cây đỏ da. 22 là hoành thân cây. Củ đế nở. Em giao lưu bao phí ship bó bầu vận chuyển 2.500.000. 2.500.000 đồng một cây tùng vạn niên gin.
Mà số 5B một cây nguyệt quế, gốc lá chôn ghép với nguyệt quế thái siêu bông. Cây này có chiều cao là 38, tổng tàn luôn là 55. Hoa nở quanh năm nha. Cây hiện tại là đang ôm nụ. Em đo đường thân, thân cây là được 21. Ở đây có một cái vết lũa mà cắt nha, cũng không có sâu ha, vết thẹo. Cây này em giao lưu bao phí ship trọn gói cho cô chú anh chị mình, giá hữu nghị chỉ 700. Cây này thì giá 700 thì em báo giá xả nha cô chú anh chị, 700 bao ship. Cái mã số 6B nguyệt quế dòng lá xoắn hoa chùm, cây cao 70, tàn cây 75. Hoa lớn, cánh hoa lớn, rất thơm nha cô chú anh chị. Mã 6B hoành tại đây em đo trừ hao lại thì dướng rễ 24. Rồi cái này em giao lưu bao phí ship đến nơi cho cô chú anh chị mình 800.000 đồng, không bao gồm chậu nha. Mà số 7B nguyệt quế luôn, 68 cao, tàn 70. Hoa với nụ nè, chùm chùm luôn á. Cái bông dữ dằn không, thơm dữ lắm nha cô chú anh chị. Đế đẹp. Hoành thân cây là 20, giao lưu giá chỉ 800.000. Do hai cây hôm nay nó nhỏ hơn hai cây hôm qua cho nên là giá em sẽ giảm lại ha, lưu ý giúp em nha. 800 bao ship toàn quốc. Cụm rừng mai chiếu thủy dòng này trung nu. Rồi giá cụm này em giao lưu chỉ với giá là 800. Cây cao 32. Bàn quay lắc rồi. Tàn cây là được 42. Cái này nhiều cụm, nhiều cây trồng kết hợp lại với nhau nha. Kích thước cụm là 35, kích thước dài luôn chậu là 55. Em sẽ gửi luôn chậu cho cô chú anh chị mình ha. Còn cái này thì mình về sang qua cái chậu lớn hơn cũng được nha. Cái này thân lớn khoảng tầm 7-8. Rồi 800.000 đồng. Mã 8B 800. Mã 9B một cây trang, có tên gọi khác là mẫu đơn, màu đỏ, cây thuần chậu, 75 cao, tàn cây 85. Hoa quanh năm nha. Vận chuyển đường xa hoa này thì có thể rụng một ít nha cô chú anh chị, mà cây nó dễ làm bông, rất là dễ làm bông luôn. Dòng này thì người ta bán từ xưa tới giờ rồi ha. Một thân một cốt, chia ra nhiều cái mà nó mịn tàn nữa. Quanh thân cây 13. Đây cây thuần chậu, rễ mền lên tới mặt luôn rồi. 9B em giao lưu bao phí ship cây này đến nơi cho cô chú anh chị mình giá chỉ 900.000 đồng. Cái tàn ốc nổi luôn ha, dày đặc luôn. 900 bao ship toàn quốc. Một cây mai thái màu tím sen, mã số 10B. Cây một thân một cốt, cây này hàng thân gỗ cũng cho hoa 4 mùa, 75 cao, tàn cây 65. Hoa
hoa nở và nụ cũng còn khá nhiều nha cô chú anh chị. Cây có đế đều. Quanh thân cây như thế này là được 8. Nè. Rồi cây này em giao lưu bao phí ship cho mình là 700. Cây này em có số lượng 2 cây nha. Cây 11B, một cây mai thái màu đỏ cam. Có chiều cao là 90. Tàn ngang là 60. Cái nụ nè. Đó. Phần thân cây này chắc cũng khoảng 8 ha, 7 8. Đây. 8 nha. Rồi em giao lưu bao ship cho mình giá chỉ 600 ngàn thôi. 600 bao ship nha. Em có màu đỏ nữa nha cô chú anh chị, nhưng mà giá thành thì rất là mắc nha, cho nên cô chú anh chị nào ưng ý thì em lấy về. Cây mã số 12B, em còn một cây tùng, gốc là La Hán ghép với tùng kim cương. Cây cao là 75. Tàn cây là 39. Tùng Đài Loan cô chú anh chị. Đầu lá tròn, La Hán thì sẽ đầu lá nhọn. Độ hoành thân cây này thì cũng khoảng 7-8 nha. Gốc thì gốc La Hán. Ghép này đó. Đúng rồi, mắt ghép đây nè. Rồi cây này còn một cây duy nhất, em giao lưu với giá là 800 ngàn đồng, mã số 12B. Mấy cái này thì giá hành nó mắc lắm nha. Mã số 13B là một cặp hả? Đây là hai cây tùng dáng bay, vạn niên tùng. Cao 30. Tàn của cây tổng 60. Rộng tàn 30. 13B một cặp. Thân khoảng 7-8 luôn ha. Rồi em giao lưu bao phí ship đến nơi cho cô chú anh chị mình một cặp này thì có giá là 900 ngàn đồng. Một cây xanh trái dòng xù 11B, ô 14B. Cây cao là 38. Tàn của cây là 28. Hàng nuôi vô chậu sẵn, cây hiện tại là đang lên trái nha. Trái chùm chùm, nhóc chân luôn. Đây, đây. Đây, thân nó đang lên xù quái nha. Thân cây này em báo là 10 thôi ha. Dòng đế nôm là 40, sổ đế khoảng tầm 15 xăng. Ôm cục đá. Cây em sẽ gửi luôn chậu. Rồi báo giá hữu nghị cho cô chú anh chị mình 900 luôn, 14B. Giá xả nha, em không bớt được nữa nha. Cái nào xả rồi thì em không bớt được nữa. Rồi cây mã số 15B, một cây mai chiếu thủy trung nu, giá xả luôn. Cây cao 60. Tàn cây 45. Đây, bông ha. Bông thơm nhẹ nha cô chú anh chị. Một thân một cốt. Quanh thân cây là 19. Chọn gói bao ship đóng thùng xốp gửi đi có giá 450 ngàn. Hết giá luôn. Cái này là hết lời luôn, lỗ phí ship nha cô chú anh chị. Mã số 16B. Cây này cao là 60. Tàn của cây là 50. Cây này thì chơi hoa quanh năm nha, nó cũng nở quanh năm mà. Thuần chậu cho nên là rất là dễ chăm. Một thân cây lớn đại diện của thân bên đây là được 13. Rồi em giao lưu bao phí ship 500 ngàn đồng. Cây này có chiều cao là 65. Tàn cây là 55. Dòng mai chiếu thủy trung nu. Cái này cô chú anh chị mình về gỡ bỏ cái băng keo sang qua cái chậu mới nha.
bắt đầu tưới nước giữ ẩm và tưới kèm Atonis vô ha, là bắt đầu cây nó sẽ phúng đọt cho hoa nha. 16 quanh thân cây. Chọn gói bao ship 500.000. Chi tay phơm tàn ấm mịn như cô chú anh chị. Cặp 18B giá 400.000 đồng bao ship toàn quốc. Cây có chiều cao là 50. Tàn cây tương đối là được 40. Quanh thân đại diện trong hai chậu nha là được 8. Dạ cỡ tương đương cỡ đó. 400.000 đồng là được hai cây mình chơi rồi ha. Chăm từ từ nó sẽ lớn dần và rất là dễ phát triển nha, tại vì là cây nó thuần chậu. Rồi mã này là bằng lăng rừng hoa tím lá nhỏ nha cô chú anh chị. Dòng này khai thác Ninh Thuận nha. Sống khỏe. Cao cây là được 60. Tàn của cây như thế này là 75. Bề ngang lớn nhất. Cây nó bao da như thế này nè. Kéo nhựa như thế này nè. Thì cô chú anh chị mình nghĩ coi sức sống của nó chai lì cực kỳ nha. Nè. Đây nè, nhìn nè. Ý là nó lũa toàn thân luôn đó, kéo. Mà sức sống nó mạnh cỡ đó đó. Như thế này em đo là được 90 nha. Rồi em bao trọn gói đến nơi cho cô chú anh chị mình, giá là 1.700.000. Rất là quái nha cô chú anh chị. Phôi bằng lăng rừng hoa tím lá nhỏ. Hết nổi rồi. Cái này nó lên chồi nhiều quá, em để đấy cho cô chú anh chị mình thấy là sức sống của cây nó rất là mạnh nha. Mới đầu cô chú anh chị mình nhận cây mà cái cây nào mới chưa lên chồi, cô chú anh chị mình giữ ẩm tốt giúp em ha, để trong mát vài ngày. 65 cao. Kéo mình 55 nha. Ngang chân luôn. Tầm 50. Nè, nó lũa bọng toàn thân luôn. Nhưng mà cây nó rất là mạnh luôn. Cây này rất là dễ chăm. Nhưng mà khi phôi này vận chuyển á, nặng quá á, thì gặp một vài chồi thì cô chú anh chị mình thông cảm ha. Cứ cắt tỉa rồi từ từ nó sẽ lên lại. Rồi cây này em giao lưu bao phí ship đến cô chú anh chị mình có giá là 2 triệu đồng. Bên em có bao sống bảo hành 3 tháng đối với những hàng phôi như thế này nha. Mã số 21B. Cây này có chiều cao là 50. Cây này là hiện tại em giao mũ chắc khoảng tầm 2 tháng rồi đó. Em chùm bao bóng lại nha. Nó sẽ giúp giữ nước lại. Lý do cây này chậm lên là tại vì mấy cái rễ này nè nó sẽ bắt. Nó hơi khó. 48. Đúng rồi, nó không tới 1 tháng nữa, nó khoảng tầm nửa tháng là bắt đầu nó mạnh. 100 là tổng bệ tròn. Với lại cái bầu chôn hơi ít nè. Đó, dưới cái rễ của nó ăn vậy nè, nó sẽ khó lên chồi hơn đối với những cây mà bệ đặc đặc. Rồi cây này em giao lưu bao phí ship đến của chú anh chị mình có giá là 1.200.000. 1.200.000 bao ship. Những cây của chú anh chị mình chăm á, mà nó chưa lên chồi kịp á, thì khoan đừng có bỏ nha. Ê, nghiêng chuyện bên nè. Nghiêng bầu. Cây mã số 22B. Cây có chiều cao như thế này là 98. Dòng này bằng lăng một cố. Và hàng này bên em có nhận cả công trình. Để tàn lớn lớn hơn cũng được nha cô chú anh chị. Và cao hơn nữa vẫn được nha. Nhưng giá thành nó sẽ đắt hơn. Quanh thân cây là 25.
Rồi cái này em giao lưu với giá là 600.000 đồng mã 22B. Hàng này ai mua về chơi ghép với bằng lăng thái hoặc là tường vi nha, rất là đẹp luôn. 600 bao ship toàn quốc. Cây mã số 23B. Cây có chiều cao là 70. Tàn cây 50. Tàn cây này cũng đẹp ha. Quanh thân tại đây là được 22. Giá giao lưu trọn gói cũng 600.000 đồng nha cô chú anh chị. Những cây này thì nó dễ lên bông, cơi đột đầu tiên thì cây nó sẽ cho bông khoảng 80% ha. Cây mã số 24 cuối clip. Chắc không. Cây cao 85. Cây này thân trực thẳng ha cô chú anh chị. Hoành cây như thế này em đo được là 25. Rồi, cây này giá giao lưu chỉ 500.000. 500 giao lưu trọn gói. Nhận hàng kiểm tra thanh toán đúng cây mình nhận nha. Và mình có thể liên hệ Zalo em chụp hình cây lại nếu như sợ sơ sót hay là lộn cây ha. Thì rất cảm ơn cô chú anh chị mình đã tin tưởng ủng hộ em những clip vừa rồi rất là nhiệt tình nha. Thì rất mong cô chú anh chị mình tiếp tục ủng hộ em clip này ha. Chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình vào clip sau ạ.